Thuốc tránh thai hàng ngày đó là một cái biện pháp ngừa thai hữu hiệu và đơn giản. Ngày nay thì cái việc sử dụng thuốc tránh thai hàng ngày là khá phổ biến. Tuy nhiên thì vẫn còn có rất là nhiều chị em không hiểu vì lý do gì uống quên hoặc là không uống đúng cách làm cho cái chuyện vỡ kế hoạch vẫn có thể xảy ra. Thế thì hôm nay bác sĩ Hạnh sẽ giới thiệu với các chị em cách uống thuốc tránh thai hàng ngày như thế nào để đúng cách nha, hay gọi là hướng dẫn sử dụng uống thuốc tránh thai hàng ngày như thế nào cho hiệu quả hay đúng cách. Thế thì các chị em có thấy là cái biện pháp sử dụng này á, là em có thấy ở phòng khám là nhiều chị em muốn hỏi về cái biện pháp này không? À, dạ hiện tại thì ở phòng khám rất là nhiều chị muốn tham khảo về cái dòng sản phẩm này á. Thì em không biết là thuốc tránh thai hàng ngày nó bao gồm những cái loại nào chị bác? Đầu tiên á thì bác Hạnh phải nhấn mạnh một điều rằng đó là uống thuốc tránh thai hàng ngày, nó không bao gồm ở đấy là thuốc tránh thai khẩn cấp nha. Em phải nói rõ với khách hàng á, đó là phải phân biệt rõ ràng rằng thuốc tránh thai hàng ngày nó phải khác hoàn toàn với tránh thai khẩn cấp. Ở đây bác sĩ Hạnh là cái người mà không mong muốn cái chuyện có thai ngoài ý muốn xảy ra, cho nên là sẽ đưa các biện pháp tránh thai rất là hiệu quả cũng như an toàn mà nó phải dễ sử dụng để cho các chị em sử dụng, chứ không phải là đừng nhầm lẫn cái chuyện là tránh thai khẩn cấp ở đây nha. Đấy thì mình phải nói rõ thì cái thuốc tránh thai hàng ngày á, các chị em phải và em phải khi mà mình nghe xong là mình phải biết để tư vấn cho khách hàng á là thuốc tránh thai hàng ngày hay là uống thuốc tránh thai tháng nha. Còn uống thuốc tránh thai mà khẩn cấp ấy là 1-2 viên sau khi mà mình quan hệ không an toàn ấy, thì cái phương pháp đấy bác Hạnh không khuyến cáo, và đặc biệt là không nên sử dụng quá 4 viên hay là 4 lần trên 1 tháng, nó gây đến rối loạn kinh nguyệt hoặc là có thể có thai mà thai ngoài tử cung nữa cơ. Đấy, cho nên đừng có bao giờ tư vấn cho khách hàng sử dụng biện pháp tránh thai khẩn cấp là một biện pháp tránh thai hàng ngày. Mình phải nhớ là tránh thai hàng ngày có nghĩa là mỗi ngày sẽ phải uống. Và gọi là các chị em nhớ nha, uống thuốc tránh thai hàng ngày hay là uống thuốc tránh thai tháng, đó là một nha. Đấy, em phân biệt chưa? Dạ rồi đấy. Ok. Đây, có rất là nhiều loại thuốc tránh thai nha. Trên thị trường bây giờ có rất rất nhiều loại thuốc tránh thai. Thuốc tránh thai có cái loại á, là 21 viên. Có loại tránh thai là 28 viên. Có loại thuốc tránh thai là 24 cộng 4. Đấy thì có rất là nhiều loại khác nhau. Thế thì chị em phải nhớ rõ được rằng là mình uống loại nào, để cho mình đang cầm trên tay cái loại nào, để mà mình uống sao cho phù hợp. Đấy, ví dụ như là trên tay bác Hạnh này, vỉ thuốc tránh thai này là 21 viên này, bởi vì nó có 21 viên gọi là thuốc tránh thai 21 viên. Ở trên nhà sản xuất họ sẽ đánh số thứ tự này, 1, 2 đến 21 luôn. Đấy, thấy chưa, số 21 này. Đấy, số 21 này. Đấy thì số 1 này, thấy không, mọi người có thấy không? Đến số 20, 11. Nó đi theo mũi tên như này này. Đấy, thì còn cái loại thuốc là tránh thai 28 viên như này, để mọi người biết là có nhiều loại thuốc tránh thai khác nhau. Đây là 28 viên này. Để nhìn rõ hơn này, đây này. Đây này, cái vỉ thuốc này tránh thai 28 viên này. Đây, từ số 1 này đến này, 1, 2, 3, 3, 7, 2, 1 đúng không? Thì 4, 7, 4 này, mỗi hàng 2, 4, 6, 7. 7 viên cộng với 4 viên là 28 viên. Đây là cái loại 28 viên. Thế còn cái loại thuốc này này, mọi người có nhìn thấy không? 24 cộng 4, nó là cái loại thế hệ mới này. Mọi người có thấy là 24 viên á, là màu trắng, 4 viên là màu xanh. Thế mọi người lại lại hỏi là sao lại lắm loại như thế đúng không? Thế thì tất cả những cái loại này, mục tiêu cuối cùng của thuốc tránh thai là ngừa thai. Là không có thai ngoài ý muốn thôi, người ta đang mong muốn ngừa thai mà. Nhưng mà nó sản xuất ra nhiều loại khác nhau như thế này này, để cho các chị em nắm như này. Khi mà 21 viên ấy là các chị em có thể uống xong lại ngừng xong quên mất, thì cái loại mà 28 viên mục đích là các chị em cũng cũng uống giống 21 viên kia thôi. Còn 7 cái viên này này, nó có thể chứa giả dược, có thể là đường, có thể là lá sắt. Để cho một số chị em á, là cứ uống liên tục, cứ hết vỉ này đến vỉ kia, cứ từ viên số 1 đến viên số 28, xong lại một cái vỉ khác. Đấy, một cái vỉ khác thì lại số 1 lại đến số 28, như cứ như thế. Mục đích để cho các chị em không quên ngày nào uống thuốc. Còn cái loại thuốc mà 21 viên như thế này này, thì các chị em sẽ uống start này, 1 viên cho đến 21 viên, sau đấy các chị em nghỉ 7 ngày.
Sau đấy uống vỉ kế tiếp vào ngày thứ 8. Có nghĩa là 7 ngày đấy mình không uống gì cả. Và ngày thứ 8 thì mình lại uống bắt đầu từ viên số 1. Đấy, vòng vòng như thế. Và không có quan trọng 7 ngày đấy có kinh hay là không có kinh. Mình vẫn sẽ uống vỉ kế tiếp vào ngày thứ 8. Thế thì một số chị em bảo thế uống bắt đầu thời điểm nào? Thì tất cả các loại thuốc tránh thai đều uống vào ngày đầu tiên có kỳ kinh. Nghĩa là bắt đầu ra kinh thì mình bắt đầu uống viên số 1. Đấy, sau đấy thì mình cứ uống tiếp. Đấy, thì theo mũi tên như thế này. Mọi người sẽ uống cứ 1 viên, 2 viên, 3 số đánh số đây đúng không? Đấy, thế thì nó có khác nhau cái gì không? Có khác nhau đấy các, có khác nhau đấy em. Bởi vì nhá, có những loại thuốc tránh thai, các bạn nhìn này. Đây, một loại thuốc màu xanh đúng không? Là hộp 21 viên, một vỉ đây, người ta ghi một vỉ mốt. Nó bao gồm thành phần này, ethinine estradiol 0,03mg, đúng không? Đúng không? Và cái hàm lượng là dextrogestrel 0,15mg. Đấy. Thế còn hàm lượng này, nó lại ghi ethylene estradiol là 0,02mg. Nhưng mà dextrogestrel 0,15mg. Đấy, nó khác nhau mà. Đúng không? Mọi người có thấy khác nhau không? Cái này 0,03 này. Cái này 0,02 này, đúng không? Cái hàm lượng này nó giống nhau đúng không? Cái hàm lượng này nó khác nhau. Rồi, thế cái hàm lượng này bao nhiêu? Đây, cái hàm lượng này bao nhiêu đây? 0,03 và đây, hàm lượng này này, 0,03 và 2mg. Khác nhau chưa? Khác nhau. Rồi, vậy thì nó có lại. Đây, cái này 3mg 0,02. Thế thì khác nhau hay không là phụ thuộc vào cái hàm lượng estrogen và progesterone. Thì cái thuốc tránh thai hàng ngày là sự phối hợp giữa hai hormone estrogen và progesterone của người phụ nữ. Họ sẽ đóng gói trong một cái viên bao phi như thế này. Đấy, nó bao gồm hai thành phần ở trong đấy. Và khi tất cả thuốc này giống nhau nha. Thuốc này hàm lượng giống thuốc này, cái viên này giống viên này. À nha. Còn cái hàm lượng của 28 viên thì cái này là thuốc có chứa hoặc môn và 7 viên sau là chứa sắt hoặc đường hoặc giả dược cái đấy. Là không chứa hoặc môn. Được chưa? Thì tùy xem cái công thức của cái estrogen hàm lượng bao nhiêu, progesterone bao nhiêu mà người ta sẽ đóng gói khác nhau. Thì ngày xưa ấy, người ta uống thuốc tránh thai người ta cứ bị căng ngực này, buồn nôn này, đau đầu này, tăng cân này, mập lên này, thế người ta sợ uống thuốc tránh thai. Thành ra có một thời gian ấy, người ta tẩy chay thuốc tránh thai. Đấy, thế sau đấy thì cải tiến dần dần. Và bây giờ các nhà sản xuất người ta sản xuất cái hàm lượng estrogen nó thấp lại. Thành ra là nó giảm được rất là nhiều tác dụng phụ kia. Và có những cái thuốc tránh thai thế hệ mới ấy, người ta còn bảo là giữ dáng đẹp da đấy. Bởi vì khi uống xong thì cái da mặt của mình nó lại giảm mụn này, lại không có bị xấu, lại đẹp lên. Mà cái dáng của mình ấy nó lại không bị mập, thì nó không giữ nước ấy. Nó không có tác dụng giữ nước nó. Cho nên là có những cái thế hệ mới thì nó lại gọi là giữ dáng đẹp da đấy. Nó giống như là cái thuốc 24 cộng 4 này cũng thế này. Với cả thế hệ này này, thế hệ này này, nó cũng giữ dáng đẹp da đấy. Đấy. Thế thì bây giờ mọi người hình dung thế này này. Cái cơ chế của thuốc tránh thai thế nào thì nó lại ngừa thai được. Thì do sự kết hợp của estrogen và progesterone kết hợp với nhau, thì đầu tiên đó, nó là ngăn ngừa rụng trứng. Nó sẽ cân chạy bằng cái điều hòa nội tiết giữa buồng trứng này, tử cung này. Đấy. Thế thì nó ngăn ngừa, nó không cho, nó ức chế rụng trứng. Nó mình gọi là nó không cho buồng trứng hoạt động nữa. Nó ức chế, nó làm cho trứng nó không rụng nữa. Đấy là cơ chế thứ nhất. Cơ chế thứ hai, nó có chứa thành phần progesterone ấy. Nó làm đặc chất nhầy cổ tử cung, làm cho cái tinh trùng nó khó để bơi lên. Đấy, đặc chất nhầy cổ tử cung làm cho cái cửa ngõ, đúng không? Tinh trùng nó phải bơi từ dưới âm đạo, bơi ngược lên. Đây, mọi người hình dung này này. Quá trình thụ thai diễn ra như sau này. Khi mà mình quan hệ thì tinh trùng nó sẽ ở đây thôi, âm đạo thôi. Và xu hướng ấy là cái tinh trùng nó sẽ bơi lên qua cái cổ tử cung này, bơi lên lòng tử cung, bơi qua hai vòi trứng. Và cái trứng này, cái loa vòi này nó bắt quả trứng và nó thụ thai ở 1/3 ngoài vòi trứng này này. Có nghĩa là anh tinh trùng và chị trứng gặp nhau ở đây. Thế thì bây giờ khi mà uống thuốc tránh thai rồi á, ức chế rụng trứng, nghĩa là hai cái buồng trứng này nó không hoạt động nữa. Thế nó không có trứng để rụng. Chuyện thứ hai, nó đặc chất nhầy cổ tử cung ở đây này. Thế tinh trùng bơi lên nó khó. Đấy, thì nó có cơ chế như thế. Thì mọi người hình dung đấy là cái cơ chế để mà mình không có bầu, gọi là ngừa thai đấy.
Thế thì sau khi mà giải quyết được cái vấn đề những cái người hôm trước uống là đau đầu rồi cứ căng ngực rồi lại còn bảo là bị nguy cơ ung thư vú nữa cơ. Thế thì sau đấy thì cái những cái hãng sản xuất này này họ cho cái hàm lượng estrogen thấp đi. Thế thì hàm lượng cao hay thấp estrogen ở đây là mình sẽ phải tùy thuộc vào độ tuổi nha. Ví dụ trẻ tuổi như em á thì nên uống cái hàm lượng mà estrogen nó cao hơn một chút. Đấy. Thế còn cỡ chị á là hơn 40 tuổi rồi thì mình sẽ uống cái estrogen giảm hơn một tí. Nó phù hợp với cái estrogen progesterone tự nhiên của cơ thể mình. Chứ khi mà ví dụ nha, mình lớn tuổi ấy, xong mình uống hàm lượng estrogen cao quá thì nó cũng không phù hợp với cái sinh lý bình thường của mình. Còn cái cô trẻ như em đang estrogen cao mà lại uống hàm lượng estrogen thấp quá thì nó cũng không phù hợp. Đấy, cho nên mọi người chú ý dùm nha. Cái thuốc tránh thai hàng ngày mục đích là để ngừa thai. Thế đối tượng nào sử dụng em biết không? Phụ nữ. Đúng rồi. Tại vì thuốc này để dành cho phụ nữ nha. Hôm trước chị có nghe câu chuyện hài thế này này. Hai đứa trẻ lắm, hai đứa chắc sinh viên thôi, thì đến kiện cái phòng khám đấy, kiện cái quầy thuốc đấy, nói tại sao tôi uống thuốc tránh thai mà sao tôi vẫn có bầu. Thế xong mới bảo là ố thế chị uống như thế nào, và không anh này uống mà. Có nghĩa là các bạn hình dung như này, thuốc tránh thai này dùng cho người phụ nữ, cái người nào mà có buồng trứng thì người ta uống. Thế, còn ông chồng là sử dụng khác, các bạn ấy nhầm. Các bạn ấy uống thế nào để ông chồng uống. Thế mới hay chứ, lại còn uống thuốc tránh thai khẩn cấp ấy là có 2 viên trong 1 hộp đúng không? Thế vẫn có bầu. Thế xong hỏi thì em uống nào, bảo em uống viên, người yêu em uống viên. Các bạn đấy hầu như là kiểu là lo học hành quá hay lo gì quá thì không biết, nhưng mà không có tìm hiểu rõ, tìm hiểu kỹ, đến khi kiểu quan hệ không có an toàn xong rồi sợ quá. Thế là đi ra quầy thuốc mua cũng chả dám hỏi, tại vì xấu hổ ấy, ngại ấy, không dám hỏi uống thuốc thế nào. Thế là về phải uống nhanh chóng để sợ là có bầu. Uống khẩn cấp, uống nhanh mà, thuốc tránh thai khẩn cấp mà. Thế là chồng uống viên, người yêu uống viên, người yêu uống viên nữa, thế là 2 viên. Thế là cuối cùng, các bạn hình dung như này, uống thuốc này dành cho phụ nữ, em nói đúng rồi đấy. Thế nhưng mà phụ nữ nào? Phụ nữ là đang mong không có thai. Các cặp vợ chồng mới cưới nhau, người ta còn phải lo làm kinh tế, người ta còn phải lo đi học hành, người ta chưa muốn có thai thì uống thuốc tránh thai được. Hoặc là những người nào mà đến tuổi bà nội bà ngoại gì đấy, đủ con rồi, 35-40 gì đấy đủ con rồi, không muốn có con nữa thì người ta uống thôi. Đấy. Hoặc là những người phụ nữ nào mà đang có con nhỏ, muốn giữa hai đứa con không có gần nhau quá để còn nuôi dạy con cho tốt thì người ta uống. Đấy. Cho nên cái chỉ định cũng rộng rãi lắm. Điều đầu tiên phải là phụ nữ đúng không? Cái câu chuyện vừa rồi mình hài thôi, nhưng mà rõ ràng là phải phụ nữ uống. Thứ hai là những người đang không mong muốn có bầu. Có nghĩa là người ta đang có một cái kế hoạch gì đấy mà người ta chưa muốn có bầu thì người ta sẽ uống thuốc tránh thai. Đấy. Rồi, thế thì trong quá trình mà em tư vấn cho khách hàng, cho bệnh nhân ấy, thì em có những cái câu hỏi nào mà khách hàng hay hỏi nữa không? Đấy, vậy trong cái trường hợp dùng thuốc á, thì có những đối tượng nào thì không nên dùng thuốc này? Câu hỏi này khá hay đấy. Thì tại vì thế này, mình cứ bảo là phụ nữ sẽ được dùng đúng không? Thế tuy nhiên phải có những cái trường hợp là không được dùng chứ. Bởi vì đâu phải là ai cũng giống ai đâu. Có những cái đối tượng không nên uống nha. Để các bạn hình dung cái này này. Các bạn đi mua thuốc tránh thai, các bạn mới bảo là ai cũng uống được. Không phải, mình phải có những cái đối tượng như này này. Tất nhiên thì phụ nữ là uống được. Tuy nhiên thì nó có uống và nó có gây một số những cái tác dụng không mong muốn. Cho nên là đối tượng sau nha, các bạn cân nhắc nha. Các bạn phải cân nhắc, có nghĩa là cũng chống chỉ định tương đối thôi chứ không phải là tuyệt đối quá. Có nghĩa là những cái đối tượng này nên cân nhắc các phương pháp tránh thai khác. Không còn biện pháp tránh thai nào nữa thì cô này mới nên sử dụng uống thuốc viên tránh thai. Còn nếu mà có những biện pháp nào tốt hơn thì nên lựa chọn biện pháp khác và không nên sử dụng biện pháp tránh thai này. Đấy, nôm na là như thế cho các bạn hiểu. Thứ nhất là phụ nữ mà trên 35 tuổi nhưng mà có thói quen là nghiện thuốc lá. Đó, người ta nghiên cứu, người ta thấy cái thành phần của thuốc lá và người ta nghiên cứu rằng nó có thể là thuyên tắc mạch đấy. Đấy, chuyện thứ hai là người nào mà bị huyết áp cao mà chưa cải thiện được. Có nghĩa là người ta bị huyết cao mà người ta uống thuốc không đều hay là uống thuốc đều rồi nhưng mà huyết áp người ta vẫn cao, chưa kiểm soát được thì thôi, đừng có uống. Đấy, người thứ ba nữa đó là những người mà tiền sử, hoặc là người ta hiện tại, nghĩa là tiền sử là trước đấy, hoặc là hiện tại người ta có bị bệnh huyết thuyên tắc phổi hoặc là bị tắc mạch ấy. Đấy, người ta đã từng chẩn đoán
dụ bị hẹp van hai lá rồi phải đặt stent đấy. Những người bị thuyên tắc mạch hoặc tiền căn người ta bị thuyên tắc phổi, thuyên tắc ối đấy thì thôi thôi tôi đừng có dùng, dùng cái khác đi. Đúng không? Rồi đối tượng nữa đó là bản thân mình này, hoặc là mẹ mình, hoặc chị gái mình, hoặc em gái mình, người trong gia đình ấy bị ung thư vú. Những người này em cũng không nên sử dụng, tư vấn cho họ là sử dụng biện pháp khác, không nên sử dụng biện pháp tránh thai bằng cái này. Được chưa? Rồi, một cái đối tượng nữa đó là bị ra máu ấy, ra máu ở tử cung âm đạo của mình ấy. Đó, ra máu thì ra máu ở âm đạo này, nhưng mà có thể ra máu từ cổ tử cung, từ lòng tử cung chảy xuống, nghĩa là ra máu ở âm đạo này mà không rõ nguyên nhân. Có nghĩa là mình chả biết nguyên nhân tại sao nó ra máu thì thôi, tốt nhất là từ tránh thai hoặc áp dụng biện pháp khác, không nên sử dụng uống viên này. Cho nên đâu phải ai cũng uống thuốc được đâu. Có những cái đối tượng đấy là không nên dùng. Hoặc là bệnh nhân nó bị, mọi người có biết là cái chứng đau nửa đầu ấy, đau nửa đầu ấy này. Những nhất là những cái cô trẻ trẻ ấy là hay bị đau nửa đầu mà không rõ nguyên nhân mà đau dữ dội ấy, mà cũng không nên uống cái này. Đấy, hoặc là những cái người mà bị tăng men gan ấy, những người nào bị bệnh gan mà tăng men gan cao quá đấy thì cũng không nên sử dụng. Đấy, nói chung là những cái đối tượng mà ví dụ bệnh mãn tính, bị tiểu đường nặng này, hoặc bệnh bệnh bong võng mạc này, bị thận này, suy thận suy gan rồi thì thôi. Mà nói đùa một câu cho em vui thôi, chứ nhưng mà có những người bệnh bệnh gan, bệnh thận suy rồi ấy, người ta không biết có nhu cầu tình dục nữa không, nhưng mà lúc đấy đi đi chữa bệnh nó cũng mất nhiều thời gian và người ta cũng quá mệt mỏi rồi đấy. Thế nhưng mà tuy nhiên thì em là người tư vấn với khách hàng đấy chị, cho nên là bác Hạnh cũng phải nói lại với em những cái trường hợp đấy, để những cái người mà người ta có triệu chứng kia, mình vô tình thấy họ bị bệnh gan thì mình ở ngoài kia rất là nhiều người cũng muốn hỏi em, người ta đâu biết hỏi ai đâu, nhân viên y tế là người ta hỏi thôi, thì em cũng phải biết để mà tư vấn cho khách hàng những cái điều đấy nha. Ok. Bác nghe em thấy có một số chị hay hỏi là bị lạc nội mạc tử cung hoặc là nhân xơ á, thì những cái đấy có uống cái này bình thường được không? Hay là mình phải uống trong khoảng thời gian nào đó rồi sẽ dừng thôi? Thì cái cơ chế của cái thuốc này này là ức chế rụng trứng này, nó làm đặc chất nhảy cổ tử cung không cho cái tinh trùng xâm nhập lên. Thế thì nó có một cái số tác dụng gọi là hay hay ho ngoài tác dụng tránh thai nha. Có nghĩa là giảm cái triệu chứng tiền kinh nguyệt. Có nghĩa là rất nhiều chị em, rất nhiều bạn trẻ ấy, là trước khi có kinh nguyệt nó đau bụng và nó khó chịu ấy, nó bực dọc người yêu ấy, cái triệu chứng đấy đấy gọi là triệu chứng tiền kinh nguyệt, thì khi uống thuốc tránh thai này nó lại giảm triệu chứng đấy. Rồi có nhiều người thì cái kinh hàng tháng của họ nhiều quá hoặc đau bụng kinh, uống thuốc này vào một thời gian sau thì họ lại dễ chịu, không còn đau bụng kinh và giảm cái tình trạng lượng máu nhiều quá đi đấy. Cho nên là dựa vào những cái triệu chứng như thế thì những người lạc nội mạc tử cung ấy, hoặc là u xơ tử cung mà người ta bị ra máu nhiều hoặc người ta bị đau bụng kinh ấy, thế thì uống cái này vào một thời gian tự nhiên nó lại dễ chịu. Thậm chí nhá, có nhiều người uống 21 viên này này, cứ uống liên từ từ liên tục liên, nó không có kinh. Thế người ta không đau bụng, người ta cũng không mất máu. Thế người ta lại đến cảm ơn mình luôn ấy. Có rất nhiều chị em là không phải để tránh thai, nhiều khi bị mất chồng hoặc là nhiều khi không có nhu cầu quan hệ, nhưng người ta bị đau bụng kinh nhiều, khi người ta bị ra máu nhiều hàng tháng, người ta rất là khó chịu. Thế là mình cho, ô tôi đâu có chồng đâu mà sao cô cho uống thuốc này. Nhưng mà uống thuốc này mục đích để giảm cái triệu chứng kia, và sau khi uống thời gian xong thì họ lại cảm ơn mình. Đấy, hay thế như vậy. Đấy, thế thì cái tác dụng của những cái thuốc này như thế. Thì ngày xưa, hồi nãy như bác Hạnh vừa nói, ngày xưa là uống thuốc, ngày xưa nha, cách đây khoảng 2007, 2008 ấy, bác Hạnh cũng lấy chồng xong và chưa muốn có con. Thế là cũng uống thuốc tránh thai, nhưng mà cái vỉ ngày xưa cũng quên mất tên rồi. Nhưng cái hàm lượng estrogen nó cao, uống uống thuốc tránh thai sau đi làm, đi xe máy ấy, mà nó căng ngực quá, nó sắp rồi này, nó đau không chịu nổi luôn ấy. Thì mới biết là các bệnh nhân mà uống thuốc ấy nó kinh khủng như nào. Và trướng bụng, cái bụng tự nhiên nó to lên, trướng bụng, mặc cái quần ấy, ngày xưa làm gì có váy mà mặc đúng không, thế mặc cái quần vào đóng cúc cũng không được cái ngày đấy cơ, cái ngày mà có kinh ấy. Xong uống thuốc tránh thai vào ấy thì uống thuốc tránh thai này xong lại tự nhiên béo lên nữa, xong lại còn bị mập ấy, bảo mình ăn gì mà mập thế, ngày xưa lại gầy, xong rồi uống thuốc tránh thai xong lại mập, để được khen là mập lên, không phải đâu, giữ nước đấy. Nhưng mà bây giờ nha, hàm lượng bây giờ nó rất là thấp, estrogen thấp, cho nên những cái triệu chứng kia hầu như bây giờ không có nữa đâu, ít rồi. Thế nhưng mà vì hàm lượng thấp cho nên lại dễ có thai ngoài ý muốn, hình dung không? Có nghĩa thế này, ngày xưa ấy hàm lượng nó cao, quên một hai viên có thể nó tránh thai được luôn cơ, và bây giờ hàm lượng thấp nha, chị em chỉ cần quên 2 ngày thôi,
hai viên thôi là khả năng thôi, tháng đấy là không còn trông chờ gì biện pháp tránh thai này nữa. Mình phải vừa dùng thuốc này mình vừa áp dụng biện pháp tránh thai khác, giống như bao cao su hoặc xuất tinh ngoài gì đấy. Có thể đố em biết vì sao nhá, quên thuốc tại sao không dừng luôn đi mà vẫn phải uống tiếp tục thuốc này mà vẫn phải áp dụng biện pháp tránh thai khác cho nó mất công? Đố em có bao giờ bệnh nhân hỏi như thế, hay là em có suy nghĩ được cái câu trả lời đấy không? Dạ cũng có, bệnh nhân cũng có hỏi. Ừ. Dạ thì em cũng thường hay tư vấn với bệnh nhân là áp dụng biện pháp khác để đảm bảo an toàn hơn trong cái quá trình mình dùng thuốc, nếu lỡ mà mình có Quên. quên. Ừ. Dạ hoặc là uống không có đều. Ừ. Dạ nếu mà như vậy thì lỡ mà em có quên 1-2 ngày thì em có cách nào để uống bù lại hay Đây là cái không câu hỏi đấy chị chưa xong đâu. Thế tại sao áp dụng biện pháp tránh thai đấy, tại sao vẫn phải duy trì uống hết cái vỉ này, mà tại sao không dừng cái vỉ này luôn để mà áp dụng biện pháp tránh thai khác luôn đi, đỡ mất công? Đố em biết. À, tại vì cái thuốc này nó tránh thai bằng nội tiết, cho Ừ. nên nếu mà dừng giữa chừng hoặc là dừng đột ngột thì có thể nó sẽ làm bị rối loạn kinh nguyệt. Ồ, Dạ, giỏi có thế. Nhân viên của bác Hạnh xuất sắc quá. Thì thế này nha, có rất nhiều chị em quên thì nghĩ là thôi tôi quên rồi, tháng này tôi không có tránh thai được bằng cái phương pháp này, tôi áp dụng biện pháp tránh thai khác là có thể Sakura đấy, nghĩa là không làm gì đấy, vân vân. Nói chung là nhiều biện pháp của chị em lắm. Nhưng mà các chị em phải nên nhớ này, em phải tư vấn cho khách hàng hiểu rằng khi mà ngừng đột ngột thì nó có thể ra máu mà có thể gây rong kinh, rối loạn kinh nguyệt, làm cho khó điều chỉnh lại. Cho nên là không còn tác dụng tránh thai nữa, nhưng chị em vẫn duy trì uống hết vỉ thuốc này để cho cái chu kỳ kinh của mình nó điều hòa và nó không có bị rối loạn kinh nguyệt. Đó, giống như em vừa nói đấy. Ok, thế là mọi người hiểu hiểu hình dung chưa? Quên thôi, quên một viên nhá. Ví dụ hôm nay em quên một viên. Dạ. Thì em nhớ ra lúc nào nhá, thì em uống lúc đấy. Quên hôm nay xong nhớ được phải ngày mai mới nhớ ra. Dạ. Nhìn vỉ thuốc, ô thất tơi Friday, ô chết hôm nay thứ bảy, hôm Friday chưa uống. Hôm nay sắp tới đây là hôm nay thứ bảy. Dạ, thế xong Friday thì chưa uống, thế là quên mất Friday. Thế thì mình sẽ uống nhớ lúc nào cái thứ bảy mà mình quên, mình nhớ ra là cái hôm nay hôm qua mình chưa uống thứ sáu ấy, thì lấy một viên uống của thứ sáu. Và cái ngày thứ bảy mình vẫn uống tiếp tục của ngày thứ bảy, nghĩa là cái ngày thứ bảy mình sẽ uống hai viên. Nhưng mà nhà quên hai viên thì thôi, không tránh thai được nữa đâu. Bây giờ nhà quên hai viên. Còn nếu các chị em tuân thủ đều đặn luôn, ngày nào cũng như vắt chanh bỏ vỏ, ngày nào cũng như vắt chanh, xin lỗi, vắt chanh bỏ vỏ, ngày nào cũng uống đều đặn như là vắt chanh ấy, mỗi ngày một viên, mỗi ngày một viên, thì khả năng tránh thai 99% luôn. 99% luôn nha. Hôm vừa rồi nha, có ông ca đến đây cũng định mét cái phòng mét cái quầy thuốc kia là em uống thuốc đều lắm, em uống thuốc đều lắm mà sao em lại có bầu nha. Thế xong đang định bảo thế đưa cái vỉ thuốc cho chị xem nào, thế là quên mất hai viên không uống. Thì thế này này, các chị em nhớ, nếu mà không có quên thì thói quen của các chị em, cái việc mà các chị em trong ngày mà không bao giờ quên đấy là gì á? Đánh son môi với cả đánh răng. Đánh son môi và đánh răng là hầu như chị em, trừ chị em làm xăm môi thôi, chứ còn là chị em nào cũng ra đường đánh son môi. Để cái vỉ thuốc tránh thai này này kẹp vào cái chỗ mà đánh son môi đấy, hoặc là cái chỗ đánh răng đấy. Ngày nào chả đánh răng, chả có ai mà không đánh răng cả. Thế cho nên là chị em nhớ là mình có thể uống thuốc tránh thai vào cái lúc đi đánh răng. Mình để ngay đấy, viết tờ giấy to vào cái chỗ cái gương đấy, uống thuốc tránh thai. Đấy, thế là đánh răng xong, thế là đi rồi uống viên. Uống này không cần liên quan đến cái ăn hay là uống hay là gì, no đói gì đâu. Ngày nào cũng đói, ngày nào uống được, lúc nào uống được. Các chị em nhớ là uống đúng giờ thì tốt nhất. Hôm nay uống 7 giờ, mai uống 7 giờ, cứ mốt uống 7 giờ. Cái phương pháp này 99% luôn, không phải đơn giản đâu. Đấy, thì nhớ nhá, chị em nhớ đấy. Trang điểm thì nói chung là có chị em lười lười để không trang điểm. Nhưng mà chị thấy đánh son, em đánh son không? Chị đánh son đây này. Cho nên là chị mới ra một cái gọi là mẹo nhỏ là uống thuốc tránh thai những lúc đánh răng hoặc đánh son. Đánh răng buổi tối trước khi đi ngủ. Đúng rồi. Thế đánh răng xong thì đánh răng buổi sáng, có thể chị em không đánh răng nhưng mà đánh răng buổi tối lại đánh răng. Đánh răng xong đúng không? Thì uống thuốc tránh thai. Yeah. Tối nào cũng như thế thì chả bao giờ quên, 99% lận. Đấy, các chị em sợ đặt vòng, sợ cấy que, sợ triệt sản, sợ nọ sợ kia, sợ tiêm thuốc tránh thai đúng không? Thế thôi uống thuốc tránh thai cho nó dễ. Yeah. Bỏ cái vỉ thuốc này này vào cái túi sắt trang điểm, ai chả có cái túi đeo đeo đấy đúng không? Trừ chị chả có túi đeo nào hết. Tại vì chị có cái túi to lắm, đựng đủ thứ. Thế còn các chị em nhỏ nhỏ thì để cái này, để son môi sát vào nhau rồi trong cái túi nhỏ nhỏ đấy, nhớ lúc nào hoặc cài đồng hồ teng teng đến giờ uống thuốc, thế là uống luôn đúng không? Thế cho nên đỡ quên.
Ok, thế còn quá trình mà tư vấn cho khách hàng, em còn thấy khách hàng hỏi cái gì nữa không? Dạ, có một câu khách hàng hỏi đó là đối với vị 21 viên đó bác, khi mà dùng hết rồi thì mình sẽ phải nghỉ 7 ngày. Thì trong cái khoảng 7 ngày đó cái khả năng tránh thai có cao không hay là nó giảm bớt? Dạ. Mọi người phải nhớ rằng uống thuốc vị tránh thai này Dạ. 21 ngày, Dạ. ngừng 7 ngày, uống vị kế tiếp vào ngày thứ 8. Dạ. Các chị em hoàn toàn luôn, tin tưởng luôn. Trong những ngày đấy không có rụng trứng, không có bầu được đâu mà lo. Cũng như 99% luôn. Các chị em cứ tuân thủ như này. Vị viên đầu tiên uống vào ngày đầu tiên có kinh. Dạ. Sau đấy mỗi ngày uống một viên. Đến 21 ngày đấy, hết vị rồi, dừng lại, có kinh hay không quan trọng. Có kinh hay là không có kinh, các chị em cũng nghỉ 7 ngày thôi chị. Và uống vị kế tiếp cũng là viên số 1 vào ngày thứ 8. Có nghĩa là chủ nhật tuần này đúng không? Hết vị. Rồi, chủ nhật tuần sau bắt đầu uống vị kế tiếp. Được chưa? Thế thôi, thì tránh thai thế thôi. Còn các chị em mà thực ra mấy cái này này, nó là viên sắt, viên giả dược thôi mà. Nhưng các chị em đều lo lắng mà quên quên nhớ nhớ thì thôi. Uống cái vị này 28 viên. Hết 28 viên, ngày mai lại uống 28 viên kế tiếp, cứ thế thôi. Cứ dùng. Còn các chị em nào mà ấy nữa thì uống loại 24 24 cộng 4 này, giữ dáng đẹp da này, cái thuốc này này đẹp cực luôn. Đấy, 24 cộng 4 này. Đấy. 28 viên đúng không? Dạ. 22 23 24. Xong là những cái viên này nó khác. Đấy. 24 cộng 4 người ta gọi là vỉ thuốc 24 cộng 4 là vỉ thuốc này 28 viên. Dạ. Đấy, có rất là nhiều loại thuốc tránh thai nha. Hôm nay các chị em mới rõ đúng không? Bác Hạnh cũng bận thế là không có để ý đến cái phương pháp này. Thế là hôm nay mới có cơ hội để chia sẻ những cái mẹo nhỏ mà trong quá trình làm việc của bác Hạnh gần 20 năm tích lũy được. Và cái mẹo nhỏ này giúp các chị em mà không có muốn tránh thai bằng các phương pháp khác thì có thể lựa chọn cái thuốc viên tránh thai hàng ngày này để làm một cái biện pháp tránh thai cho mình, vừa đơn giản, vừa hữu hiệu và khả năng tránh thai lại cao nữa. 99% chả cao đúng không? Dạ. Yeah. Ok, thế có hỏi gì bác Hạnh nữa không? Để cho các chị em có thể áp dụng biện pháp này. Dạ. Yeah. Nếu như em đi, em lấy chồng xong mà em chưa muốn có con đi. Dạ. Yeah. Thì em sau khi nghe tư vấn của bác Hạnh em có muốn áp dụng biện pháp này không? Ừ, dạ có, nếu như mà chưa muốn có con trong thời gian ngắn. Dạ. Thế dài áp dụng cái gì? Thì dạ, chọn cái nào dài hơn. Dài hơn. Tại vì em rất là sợ quên. Chị nhớ của mấy cô này là nhớ nhớ quên quên đúng không? Đấy thì cái gọi là cái gì? Tai nạn mà các chị em hay gặp phải là vỡ kế hoạch đấy. Em uống rồi mà vẫn có bầu thì đấy là nhớ nhớ quên quên, nhưng mà cái bọn này nó hay quên quên nhớ nhớ lắm. Nhớ người yêu quên người yêu không? Dạ. Yeah. Hay là chỉ có quên thuốc thôi? Bận nhớ người yêu nên quên thuốc. Đấy thì có một số mẹo nhỏ: đặt đồng hồ trên điện thoại, đặt cái chuông. Yeah. Hai là để cái vỉ thuốc tránh thai này hoặc cái tờ giấy to đùng luôn ở chỗ cái gương trang điểm hay là gương đánh son môi hoặc đánh răng đấy, là không bao giờ quên luôn. Đấy, còn nhớ nhớ quên quên đúng không? Thì có thể áp dụng biện pháp cấy que. Yeah. Tiêm thuốc tránh thai. Đấy, nhiều biện pháp mà. Tiêm thuốc tránh thai được 3 tháng, cấy que thì được 3 năm. Yeah. Đặt vòng tránh thai được 5 đến 10 năm. Ui giời, thiếu gì phương pháp. À bác, đối với thuốc á, thì mình có nên uống thời gian lâu dài không? Hay là mình nên dùng một khoảng nào đó thôi dừng lại? Ok, câu này thì cũng khá nhiều người hỏi. Yeah. Thì có nhiều người hôm đợt trước ấy, người ta tẩy chay thuốc này một thời gian, không cho uống thuốc tránh thai hàng ngày nữa, bởi vì người ta bảo là bị ung thư vú. Yeah. Thế xong đấy thì sau đấy thì cái tác dụng của cái viên thuốc tránh thai này với người phụ nữ lại quá nhiều đi. Đấy cho nên những cái kia phát biểu không căn cứ đấy thì người ta sẽ bị lu mờ dần. Yeah. Thế thì những người nào cái nguy cơ ung thư vú thì hồi nãy như bạn đã nói rồi đấy thì không nên áp dụng. Yeah. Tại vì nó có estrogen mà. Estrogen thì nó làm cho cái ung thư mà nó phát triển nhanh hơn chứ không phải nó biến cái người không ung thư thành ung thư. Yeah. Được chưa? Thế nhưng mà cũng nên cho cái buồng trứng lâu lâu nó hoạt động tí. Chứ nó nghỉ lâu quá nó quên mất hoạt động. Cho nên là các bạn có thể uống thuốc 3 năm, rồi các bạn có thể dừng 6 tháng. Sau đấy thì các bạn lại uống tiếp, cho buồng trứng nó hoạt động đi. Cứ để nó ngủ quên rồi nó nguôi quên luôn, nó không hoạt động nữa thì sao? Đấy, cho nên là nếu mà chị em nào có xác định uống cái này lâu dài thì có thể là uống 5, 2 năm, 3 năm. Sau đấy thì chúng ta có thể ngừng 3 tháng, 6 tháng. Yeah. Đấy, không dùng nữa, không dùng cái gì, sau này cho kinh nguyệt trở lại đều đặn, sau này uống tiếp. Yeah. Nha, mọi người bảo là ơ bác ơi, kinh nguyệt của em buồn cười lắm, uống thuốc tránh thai nó mới đều như là tắp tắp luôn, cứ đúng cái ngày đấy nó có kinh. Thế còn em dừng thuốc tránh thai thì 3-4 tháng, 5-6 tháng mới có kinh một lần.
cái này đâu phải là kinh đâu, cái này là ức chế rụng trứng mà. Kinh này có phải là có bầu được đâu. Muốn có bầu là phải dừng cái này lại nha. Các bạn lại nhầm, đi điều trị vô sinh ấy thì lại mong muốn kinh đều ấy. Cho nên là uống thuốc tránh thai này cho cái kinh đều thì mong có con. Ôi lại luôn ấy, cái thuốc này để mà tránh thai. Uống nhầm đấy, uống nhầm, cái kinh đều không phải để có bầu đâu. Thà 3-4 tháng không có kinh nhưng mà đục chạm một cái tinh trùng trứng gặp nhau ấy thì nó có bầu. Uống cái này vào là tránh thai cái gì, có bầu cái gì được. Rất nhiều chị em vô sinh ấy, tự nhiên lại cứ uống cái này cho kinh đều để mong là có bầu. Nhầm đấy, các chị em nhớ nha. Thuốc này thuốc để tránh thai nha, không phải thuốc để mà làm cho kinh đều rồi có bầu đâu. Ok, đấy thì cái hôm nay bác Hạnh muốn nói nhấn mạnh rằng cái phương pháp uống thuốc tránh thai hàng ngày nó là một cái biện pháp tránh thai hữu hiệu, đơn giản và dễ áp dụng. Chị em nào mà chưa muốn có bầu đều có thể áp dụng được. Và nhấn mạnh lại rằng cái thuốc này nó không hề là gây ung thư cho mình đâu. Cho nên bác bỏ hoặc gây vô sinh đâu. Rất nhiều chị em mà không uống thuốc tránh thai nên em sợ có bầu vô sinh với cả ung thư lắm. Đấy thì hy vọng cái bài nói chuyện của bác Hạnh hôm nay trao đổi với Thi, đó là nhân viên của phòng khám, những cái câu hỏi mà các bạn khách hàng hay đến hỏi bạn này và bạn Thi hôm nay để trao đổi với bác Hạnh, và bác Hạnh muốn truyền tải đến những cái điều thắc mắc đấy đến cho rộng rãi đông đảo các chị em nhá. Để hy vọng rằng cái bài này hữu ích đối với rất nhiều chị em đang trong thời điểm mà chưa muốn có bầu nhá. Thì mọi người thấy cái video này hữu ích thì mọi người hãy đăng ký kênh bác sĩ Hạnh official cho bác Hạnh Dịnh này. Thứ hai nữa là có thể comment chia sẻ những cái điều mình đã áp dụng như thế nào đối với cái bài này. Rồi, xin chào tạm biệt nhá. Cảm ơn Thi. Cảm ơn bạn đã xem hết video cùng với bác sĩ Hồng Hạnh. Để không bỏ lỡ những video tiếp theo, hãy bấm vào nút hình tròn ở giữa màn hình hoặc có thể xem những video của bác Hạnh ở bên tay trái hoặc bên tay phải. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video kế tiếp.